Cậu Thành à, bữa nay tôi cho phép cậu nghỉ, tôi tự lái xe đi làm được rồi. Phượng. Dạ. Anh đi em nha. Dạ. Anh sẽ cố gắng về sớm với em nha. Dạ. Phượng. Em Phượng. Em hãy cho anh nói rõ. Không còn gì để nói. Tôi ghê tởm lắm rồi. Phượng, em lầm rồi. Tội nghiệp anh mà em. Đó chỉ là... Anh không cần phải nhiều lời. Đã hết rồi. Trời, em nhẫn tâm nghỉ quan cho anh được sao? Quan à? Trước bao nhiêu cặp mắt mà anh còn kêu quan nữa à? Tôi đau khổ quá nhiều vì tôi muốn giữ vẹn hương vị của mối tình đầu. Tôi không muốn bắt buộc anh phải trung thành với mối tình tuyệt vọng. Nhưng tôi đau đớn và xấu hổ khi thấy anh tự hủy cuộc đời tươi đẹp của anh. Đã hết rồi. Vĩnh biệt. Phượng. Phải làm sao để em tin được anh? Em hãy nói đi. Em hãy ra lệnh đi. Dù phải bánh da xẻ thịt, môi cả tim gan để chứng minh lòng ngay thẳng, thì anh cũng đủ can đảm làm theo, miễn sao em hiểu được nỗi quan tình. Phượng ơi, anh đâu phải là một kẻ vô lương tâm khốn nạn đê hèn. Dù uất hận với mối tình tuyệt vọng, anh vẫn âm thầm chịu đựng nỗi khổ đau. Anh cũng biết những ngày nhẫn nhục sống nơi đây, anh đã gây cho em những ý nghĩ khinh thường. Em có thể cho rằng anh lợi dụng sự yêu đương để phá hoại đời em cho quen ngôi. Anh muốn trả thù tôi cũng được, nhưng yêu cầu anh đừng giết chết tim tôi bằng hành động phũ phàng. Anh biết em hiểu lầm anh như bao nhiêu người khác. Thì dù anh có thể thốt bao nhiêu, giờ đây em cũng chẳng tin lòng. Nếu anh chỉ muốn nói ra đây những lời nói sao cùng, rồi tùy thuộc nơi em quyết định, anh không cần một tiếng gian xin. Phượng ơi, đã yêu nhau không vững niềm tin, em nghĩ về anh xấu xa như vậy có nghĩa là em đã coi thường nhân cách của người em yêu. Nếu thật sự em muốn xa lìa vĩnh viễn, anh đâu còn lý lẽ gì để nối lại tình. Anh sẽ bỏ nơi đây, đi một nơi xa xôi vô định, sẽ không còn ai gặp được anh nữa. Em nói đi, anh sẵn sàng chiều em tất cả. Nói đi. Anh Thành, dù tôi cố gắng tin anh, tôi cũng không sao nén được lòng khinh bỉ. Tôi không muốn tin những gì tôi tận mắt chứng kiến, cái cảnh anh và con Lành trên giường ngủ. Phượng, xin lỗi anh. Anh hãy tha thứ cho tôi phút nóng giận vô lễ vừa qua. Tôi... Nghĩa là Phượng cũng quyết định nghi quan cho tôi như bao nhiêu người khác à? Còn gì nữa mà quan chứ. Bằng chứng đã rõ ràng. Chính tôi đã nhìn tận mặt cảnh tồi bại của anh mà. Được rồi, Phượng mà cũng không hiểu được tôi. Tôi đi. Anh Thành.
sao ba? À, ba chỉ cảm xoàng thôi con, không có hề gì đâu mà con phải bận tâm. Con biết là ba giấu con, ba đã bệnh hơn tháng nay rồi. Con nhìn gương mặt tiều tụy của ba, đủ hiểu là ba đã buồn rầu vì con. Ờ, thì ba bị chứng mất ngủ cho nên ba đau đầu, chứ ba có bệnh hoạn gì nặng đâu. Không, bác Long đã nói thật với con cả rồi. Ba, ba còn đau khổ làm gì cho sức khỏe càng ngày càng một héo mòn. Cuộc đời con đã yên phận rồi bên cạnh luật sư Chương, con rất thỏa mãn trong địa vị sang giàu, thì tại sao ba không vui với cái hạnh phúc của con đã sẵn có? Phượng, con nghĩ sao mà con dám thốt ra những lời trái ngược, giả dối với lòng con như vậy? Con tưởng ba không hiểu tâm tình rối loạn của con sao? Ba lại há ngu muội, mù quáng đến độ không nhìn thấy sự đau đớn ê chề của con sao? Ba, ba ơi, thật tình con có lỗi với ba nhiều lắm. Con tưởng đâu sự hy sinh của con sẽ đem lại cho ba niềm vui sống trong tuổi già. Con tưởng rằng con đoạn tuyệt mối tình đầu giữa con và anh Thành một cách dễ dàng, mau chóng, để giữ tròn bổn phận người vợ hiền. Con không ngờ. Phải, con không ngờ hành động nông nổi, thái độ dối vàng đã giết chết lần mòn cuộc đời tươi đẹp của con. Vì thế mà ba không sao yên vui được nữa. Phượng, ba hối hận vì trước kia ba kém nghĩ suy chín chắn, ba không đo lường thấu đáo nỗi mối tình nặng trĩu của hai con. Ba có ngờ đâu quyết định dội vàng kia giết chết tương lai hạnh phúc của một đứa con yêu đã hành động sai lầm dại dột, tự gán cho mình một ý nghĩ cao siêu là trọng hiếu hơn tình. Cả hạnh phúc của riêng mình con tự dối lòng quên người yêu cũ quá dễ dàng như quên một chiếc khăn tay. Nào ngờ đâu sự thế như ngày nay gây khổ đau oan uổng cho bao người, nên càng nghĩ đến sự lầm lỗi chúa cái tâm tư ba càng nổi sôi niềm hối tiếc. Ba ơi, lỗi tự con yếu đuối không kềm giữ được con tim bồng bột còn rung cảm vì yêu. Con hứa với ba là từ đây con nhất định quên. Không, Phượng con, con đừng hứa với ba một lời nào thêm nữa. Không phải là ba chẳng tin con giữ được như lời, đây chẳng không muốn con tự dối lòng thêm nữa. Vì lý trí con người không đàn áp được con tim, hiện giờ tâm tình con đang xáo trộn đảo điên, mà con thì không đủ sức vượt qua cơn đau đớn. Ba lo cho con gặp hồi nguy khôn và hành động ngông cuồng đưa đến hậu quả.
đã nghe bác Long thuật lại những điều yêu cầu của con, cho nên ba biết hết á. Phượng à, một khi mà con đau khổ âm thầm thì ba không thể nào yên vui cho đặng. Chị hai, chị về lâu mau rồi, báo Hải đến nhà chị mệt quá. À, Tùng, con đến gặp chị con có việc gì không vậy con? Dạ, cũng có chút việc. Chuyện gì với em? Chị hai, chị phải nói thật, đừng giấu em nhé. Có phải anh Thành không còn ở nhà chị nữa phải không? Em biết rồi, sao còn hỏi chị? Anh Thành đã bỏ đi rồi. Tại sao anh bỏ đi? Có phải chị đuổi anh hay không? Chị đối xử tàn nhẫn anh phải không? Tùng, con không nên hằn học với chị của con, mà con nên thương chị của con nhiều hơn mới phải. Chị con nó đã khổ nhiều rồi. Tùng, em đừng hiểu lầm chị như vậy. Chứ có lòng dạ nào đối xử tệ bạc đối với anh Thành đâu. Nhưng tại sao anh bỏ đi đột ngột như vậy? Nếu chẳng phải vì chị đã bị mua chuộc bằng tiền tài, bằng địa vị của một bà luật sư. Không, không phải như thế đâu. Em đừng có buộc tội cho chị mà. Vậy tại sao thằng Thành nó bỏ đi? Thưa ba, con khó nói với ba. Chị nói ra thì tội nghiệp cho anh. Dù chị không đủ can đảm nói ra, tôi cũng như biết trước mà. Tội nghiệp cho anh Thành quá. Tại ảnh quá liều lĩnh thì bây giờ phải rước lấy hậu quả đau buồn như vậy đó. Trời ơi, không, không phải do chị đâu Tùng ơi. Tất cả đổ vỡ này đều do anh Thành mà ra. Em có tin chị hay không thì tùy nè em. Chị không biết phải làm sao nữa. Phải rồi, tại anh Thành cuồng ngông, vì quá yêu thương chị nên tự trà đạp lên trên, tự ái một thằng con trai. Anh cũng ngu si, xem thường danh dự, chỉ vì tình yêu mà làm nô lệ cho ai. Tùng, em nỡ nào buộc tội chị mãi hay sao? Chị đã nói thật tình, không giấu gì em đâu. Tôi nghĩ mà thương, dùng cho thân phận. Anh Thành lại qua ra tài xế cho luật sư chương. Thật nghĩa là ở mướn cho chồng của người yêu. Tủi nhục như vậy nè. Trời ơi, cay đắng biết bao nhiêu. Tùng ơi, em đã nghiêng tình cả một bên thôi, nên chỉ bên giật cho anh Thành mà. Nếu không giải bài sự thật anh nói, em dơm răng răng cho chị đây là có tôi. Phượng con cứ nói đi cho em con tường sự thật, đừng để tình chị em sức mẻ nào có ích lợi chi. Anh Thành bỏ đi là diện xấu hổ với việc làm của anh. Anh đã hết sức chịu đựng thái độ lạnh lùng của chị rồi phải không? Anh Thành, anh đã quên con người thật của anh rồi. Anh đã làm chuyện tồi tệ với con lành. Anh Thành làm chuyện tồi tệ với con lành à? Không, không thể như vậy được, vô lý quá. Nhưng con lành là gì của luật sư Chương? Dạ, nó là đứa ở. Tôi không tin anh Thành làm chuyện ấy. Cả nhà đều trông thấy. Tôi cho rằng đó là một sự vu cáo để làm nhục anh Thành. Trong nhà chị khoai ghét bỏ dịch Thành đâu mà em cho là vu cáo để làm nhục anh. Có, ông anh rể của tôi nói chị. Không, Chương không hề hay biết chút gì về chuyện kia. Anh Thành vừa được giấu kín sau lớp áo người tài xế. Chị còn Minh Nhật nữa. Thôi, hai con hãy bỏ qua chuyện đó đi. Dạ, thưa bác mới qua. Em Hồng, đây là chị Phượng, chị hai của cháu. Dạ. Chị hai à, bác đây là người đăng báo tìm con tên Thành mà em nói với chị hôm trước đó. Anh Giáo, bữa nay trong mình có khỏe không? Dạ, cảm ơn bà chị. Mấy bữa nay tôi ăn ngủ được nên cũng khỏe. À, còn công việc bà chị tìm con đã có chút hy vọng gì chưa? Thưa anh, nhờ cháu Tùng đây giúp một tay rất đắc lực, nhưng vẫn chưa đi tới đâu hết. Tôi rầu hết sức. Thưa bác, phải chăng bác ghi anh Thành là con trai của bác thất lạc bấy lâu nay? Thưa chị, mặc dù anh Thành không nhận, nhưng má em và em có linh cảm rằng đó chính là anh hai em.
Tôi không hiểu bà chị Vịnh vào đâu mà nghi cháu Thành là con ruột, trong khi con trai bà chị thì sanh đẻ tại làng Phong Lạc, ở tận cùng quận Cà Mau á, còn cháu Thành lại sinh trưởng ở Long Mỹ, rồi lớn lên đi học ở Sài Gòn. Ông anh nói cũng có lý, nhưng dù sao tấm lòng mẹ yêu con cũng tạo thành những nguồn hy vọng để an ủi tôi trong những ngày tàn. Mỗi lần nhắc đến thằng Thành con tôi là tim tôi đau nhói như bị một bàn tay bóp chặt. Tôi tự trách mình đã đánh mất một giọt máu rơi. Bác à, bác nên nguôi cơn xúc cảm đi. Cháu hứa sẽ làm đủ cách tìm cho được anh Thành giúp bác. Dạ thưa bác, hình như anh Thành còn có một người cậu ruột. Vâng, tên là Nguyễn Văn Hiệp, hiện đang bị giam tại Khánh Chí Hòa. Em và má em có tìm thăm ông ấy 2 lần mà ông không tiếp. Cô ơi, tôi thấy tình thương anh của con Hồng mà cảm động. Dù chưa từng biết mặt mũi anh hai nó ra sao, mà tôi thấy nó sốt ruột băng khoăn, muốn tìm ngay cho thấy mặt anh. Đã mấy tháng qua rồi, nói với cậu Tùng nhọc sức lao tâm, nhưng dần cuồng không. Thì hạnh phúc vẹn toàn, má tôi vui hưởng thú an nhàn. Con có lòng thành chắc trời Phật cũng đoái thương, dù gặp trở ngại khó khăn cũng có khi ước dòng vô đoạn thành, tìm thấy được anh thân. Tôi chỉ còn ngày đêm thôi, để người lớn ta nói chuyện. Bây giờ anh đưa em ra sau vườn hái ổi ăn nghe. Đi, đi anh, đi. Cũng không bỏ tính rắn mắt à. Dạ, hôm nay bà chị có ý thăm tôi hay là có việc chi khác? Nghe cậu Tùng nói ông anh không được khỏe, tôi đến biếu ông anh một ít nhân sâm uống cho mau lại sức. Thật bác tử tế gia đình cháu quá, cháu mang ơn bác vô cùng. Cô đừng có khách sáo như vậy. Tôi thấy cậu Tùng tận tâm tận lực tìm giúp thằng Thành cho tôi mà lòng tôi cảm động vô cùng. Còn con Hồng của tôi nó cũng mến cậu ấy, không muốn rời nửa bước, nên tôi nhận thấy tình thân giữa hai nhà càng thắt chặt thêm lên. Ba, có ai kìa ba. Ba tiếp đi, con vô phòng nghỉ một chút, con chóng mặt quá. Ủa, kìa cháu Thành. À, vô đây cháu. Cả nhà đang mong tin của cháu đó. Vô đây cháu. Dạ, dạ xin mời ông anh. Ờ, à, Thành, Thành. Ngồi đi cháu, ngồi đi. Dạ, mời ông ngồi. Thằng Tùng nó nóng ruột cháu nó đi tìm khắp nơi đó. Dạ, cháu ở bên xóm Chiếu á, nghe tin cậu cháu mãn tù, cho nên cháu đến rước ra và nhân tiện ghé thăm bác và em Tùng. Rồi cháu sẽ đưa cậu cháu về. Vậy, vậy đây là cậu Thành hả anh Giáo? Dạ, dạ phải. Đây là thằng Thành bạn của thằng Tùng tôi đó. À, còn đây là bà Khanh. Vâng, tôi tên là Khanh, đã 2 lần đến khám Chí Hòa tìm ông và mong được ông tiếp. Không ngờ hôm nay tôi lại gặp ông ở đây. Xin lỗi bà, đời tôi gặp nhiều việc trái lòng quá nên sanh ra chán ngán. Lúc kẹt vào dòng lao lý tôi lại càng chán hơn, nên tôi không muốn tiếp ai cả. Chỉ có thằng Thành, nó quá mến tôi, và vì lời di chúc của chị tôi mà tôi không đành rời bỏ nó. Tôi nghe cháu Thành nói nhiều về ông anh lắm, hôm nay mới được gặp. À, xin phép mời ông anh cứ đến ở đây chơi với chúng tôi. Đôi bạn già cô độc gần gũi nhau chắc tương đắc lắm. Dạ, cảm ơn ông anh, nhưng tôi còn nhiều việc lo chưa xong. Thăm ông anh và cậu Tùng xong là tôi xin phép cáo lui. À, Tùng ơi, Tùng, có anh Thành của con đến chơi nè. Dạ, xin ông anh vui lòng cho tôi biết rõ cháu Thành có phải là cháu ruột của ông anh hay không. Bà chỉ tìm tôi 2 lần ở Chí Hòa, chắc chỉ vì bao nhiêu chuyện đó. Không, xin ông anh thương dừng nỗi khổ tâm của tôi trong 20 năm nay mà nói thật dùm. Thưa bà chị,
tôi chỉ là cậu nuôi của thằng Thành. Hả? Cậu? Cậu nói gì? Vậy cậu Thành đấy không phải sinh trưởng ở Long Mỹ hả ông anh? Dạ, đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Xin ông anh đừng giấu giếm. Thưa bà chị, tôi giấu giếm làm gì? Trong thời buổi loạn ly đã gây ra bao thảm cảnh, con xa cha, vợ lìa chồng, nên tôi đã gặp bao việc nào lòng tâm. Nhớ khi lửa loạn lan tràn quê hương, dài đinh dằm nát ruộng vườn, đã gây nên kẻ mất người con. Vì của tôi trong cơn chạy loạn, gặp thằng Thành đang lăn lóc trên la, lòng xót thương trẻ tơ lắm nàng, mới đem về đồng bóng dưỡng nuôi. Phải rồi, nó đâu, đứa bé đó là con của tôi, là thằng Thành đây mà. Thành ơi, má là má ruột của con đây nè con. Phải rồi, cái nút ruồi đem bên lỗ tai con tôi đây mà bao nhiêu năm trời tôi không gặp được. Thành ơi, con chính là đứa trẻ bị tai nạn nằm giữa đường ở làng Thông Lạc. Để bác kể lại sự tình, con sẽ hiểu rõ tại sao mẹ con ta thất lạc hơn 20 năm. Lúc đó biến cố xảy ra, làng má bị bắn pha tới mời. Má ẩm con dắt mẹ chạy ra, chẳng may giữa đường ngoại đời gì con gục ngã. Má phải lo cho ngoại nên nhờ người bên cạnh giữ giùm con. Nhưng giặc đuổi tới sau lưng, mọi người đều bỏ chạy. Mà ngất đi đến khi tỉnh lại thì trời ơi, mà lại lọt vào tay người khác. Và từ ấy má phải xa rời tổ quốc, theo chồng xa tức là quê. Mà bị ép đưa về Pháp, mà lòng không lúc nào quên được đứa con thơ dại lạc lối. Trời, tội nghiệp bà chị quá. Thành, cháu còn chần chờ gì nữa mà chẳng lại nhìn mặt má cho má cháu vui hả Thành? Má ơi, 20 năm trời đắng đắng đôi qua, con tưởng đâu không bao giờ được sống trong thâm tình mẫu tử. Ngờ đâu trời Phật còn thương ngày nay, cho con còn nhìn được mẹ, thấy được em. Má ơi, nỗi mừng vui làm cho tim con quất nghẹn, lệ hân hoan rào rạt tuôn trào. Má ơi, từ nãy trên đường đời dầu trải qua bao nhiêu đau khổ, con cũng bền gắng tranh đấu chẳng chút nao lòng. Vì giờ đây có mẹ và em dạy, chớ con không còn cô đồng lẻ loi. Thấy chị được trùng phùng tình mẫu tử, tôi mừng hết sức. À, còn má nuôi của thằng Thành ra sao hả anh? Dạ, chết rồi. Tội nghiệp chị tôi, vì quá thương thằng Thành nên ở vậy nuôi nó cho đến ngày nhắm mắt đó chị. Tội nghiệp quá. Thôi,
xin phép cho tôi cáo từ trước để ra quán người bạn mua ít thức cần dùng. Thành ơi. Dạ. Một lát về sau nhớ ghé rước cậu nghe. Dạ. Cảm ơn ông anh nhiều lắm. Dạ. Nay mai sắp đặt lô cho con tôi xong, tôi sẽ đến tìm rước ông anh đến nhà dự tiệc. Dạ. Thành à, từ rày má sẽ lo cho con được sung sướng, má không để con phải khổ nữa đâu con. Má. Có ông Trần Đại Thành ở đây không? Trần Đại Thành là tôi đây. À, xin lỗi, ông tìm tôi có việc gì? Cho phép chúng tôi được làm nhiệm vụ. Cái gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Sao lại bắt cháu Thành? Ok, tôi có tội gì mà các ông bắt tôi? Ông bị can về tội giết người tại Xóm Chiếu. Hả? Trời ơi, tôi giết người. Thành. Phải. Chúng tôi xét có đủ tang vật. Một con dao giấy máu trong phòng của ông. Chúng tôi tìm ông từ sáng đến giờ, nhờ người chỉ mới đến đây gặp ông. Mời ông, ông sẽ phải trả lời trước pháp luật. Khoan, xin phép ông cho tôi nói với má tôi đôi lời. Má, má ơi, con không về, con lại vô phước như vậy. Con vừa gặp má, mẹ con chưa được mừng vui, thì con lại xa vào vòng tù tội. Mời ông. Không. Má ơi, bộ tôi xúi dục anh Thành giết người ta giật của hay sao mà gì đổ thừa tôi chứ? Trời đất ơi, anh làm quấy thì anh chịu chứ mắc mối gì tới tôi. Mày còn lanh nữa hả? Tao hỏi mày nè, tại ai mà thằng Thành nó bỏ chỗ làm ra đi thân sơ thất sở cho đến gây trọng tội? Có phải tại mày sắp bài mưu kế nại nó mắc lấy tiên hoàng không tài hào đỡ ra mang sự nhung nhờ không gian thấy mặt à nên quá tuổi hổ bỏ nhà ra đi chịu tung quân hàng chi? Vẫn biết rằng tôi có tội, nghe theo lệnh của ông thi hành gieo xấu hổ cho anh Thành hàm quan mà không thể kêu can. Nhưng sao ảnh không tìm ra việc lương thiện như người ta lại gây tội ác xấu xa? Chưa chắc rằng nó giết người ta, biết đâu chừng nó bị quan gia. Cũng như câu chuyện đã làm điều hổ thẹn, báo đã đăng lên án tòa đã định, còn ớt quan gì nữa được? Tao nghĩ lại cũng kỳ, ai đời ông mình đứng ra lãnh biện hộ cho bên nguyên cáo, phen này có chết thằng Thành không? Bà với ông gây nhau tối ngày cũng vì cái vụ anh Thành á. Bà tôi đố gì nghe, có phải thật là ông ghen không, muốn hại anh Thành chuyến này cho rảnh mắt không? Mày làm bộ hỏi đố tao á. Có ai thân cận ông chủ cho bằng mày? Có ai hiểu việc riêng tư của ông chủ cho bằng mày nữa? Khéo làm bộ. Thôi cô ơi, tôi coi mồi có ngày hả? Bà chủ tức lên hả vì ghen với cô cho mà xem. Nè, đừng có nói bậy à nha. Tôi không có chịu gì nói vậy à. Thì bắt quá mày to ngốc với ông á, đuổi tao là cùng chứ hâm he gì mày. Thôi, không có nói chuyện với gì nữa. Tôi gấp đi công việc của ông rồi. Còn gì đó, chợ búa sắp tan rồi đó, ở đó mà nhiều chuyện. Hỏi mày chơi chứ tao còn lạ gì nữa mày. Ai tới cầu bộ giống thằng Mạch kìa. Tao mày ở đây chờ đó đi đường cho có bạn nhé. Lặng nhanh. Chí soạn quá hèn chi không có chồng phải à. Trời, xin lỗi. Con này mà, một cây chịu chơi mà. Đừng có tưởng ngán ai.
Trời ơi, thiệt lâu đã tôi đồ trời. Ai mà ác nhân thật đất nhầy, nghe cái mặt bánh bao vậy mình cho cái lỗ mũi ấm tông trời ơi. Xin lỗi anh nghe, trời ơi anh tới sau lưng tôi, anh không lên tiếng tôi đâu có hay. Báo hại tôi lỡ tay một cái bịch, anh đừng giận tôi nghe. Sao, có hề gì không? Trời đất, anh đưa coi. Hết rồi. Trời ơi, thiệt người ta nói đàn bà con gái có bàn tay xoa dịu vết thương nhân loại. Đúng quá xa. Kỳ quá anh này, cái tật dê của húng chùa. Trời ơi, của gia truyền do ông bà để lợi mà cô lành. Bỏ đi người khác nó lượm ổn sao? Trời ơi, sao? Ôi, lâu ngày gặp anh cái bộ anh thay đổi quá ha. Thay đổi không? Ôi, ăn mặc bảnh bao quá ha. Ở đời mà cô, đâu có cái gì mà bất di bất dịch đâu. Cái gì? Anh rủa tôi mắc vợ hả? Anh sao lãng quá? Chưa gì là rủa người ta. Nè, bây giờ anh làm gì, ở đâu? À, bây giờ cô dòm thử tướng mạo của tôi không? Rồi đoán thử coi cái thằng mạch này làm việc ở đâu. Nè cô mà nói trúng đi nghe, tôi xin thưởng liền. Nói ai à, chỉ nội bộ đồ tây cũng đủ biết tôi đi làm. Anh thì cái miệng vẫn ào ào, anh làm vì tôi biết nổi hay sao? Bộ thầy bói sao tôi đoán nào? À thầy à, nói thử xem tại cô sáng tri. Chứ hiện giờ tôi đã bỏ lớp cu ly. Anh khỏi cần quảng cáo làm chi, cu ly đâu lại ăn mặc sang như vậy. Tài sức như anh học chưa hết giờ ngược, không lẽ anh làm thầy thông thầy ký? À, cao lắm thì đi bán cà rem. Đúng chưa? Nói nặng quá người chị em. Cha chưa chi mà hạ tôi một cách sát dáng ha. Nói đùa với anh đừng giận nha. Gặp anh tôi mừng lắm, nên muốn chọc quê anh chơi chút cho vui vậy mà. Trời ơi, ẹo, Lê Thị Điệu. Trời ơi, cô lành năm nay coi bộ vui vẻ, trẻ trung, hoạt động thể thao hơn năm ngoái. Nên nói năng nghe tình tứ quá. Nói thiệt với cô nghe, à, tôi nè, bây giờ đó, tôi làm tổng... Tổng gì? Tổng thời gian đi cho hãng thuốc hiệu con đẹp á. Trời đất ơi, hèn chi, đứng gần nói chuyện với anh nghe mùi riệp quá. Mọc hồng nữa. Nhưng mà bây giờ anh đi đâu vậy? Đây nè, thấy gì không? Gì vậy? Đi thâu tiền cho hãng. Trời ơi, ghê quá ha. Chứ sao? Thôi, tôi cũng xin lỗi anh nha. Tôi bận công việc gấp. Bây giờ sẵn xe máy làm ơn. Anh chở tôi đi chút được không? Trời ơi, gì chứ, còn gì quý bằng. Xin ký tên cả hai tay hai cẳng, lãnh phần chở người đẹp. Ôi, nói chơi với anh cho vui vậy chứ. Ai đi với anh kỳ chết. Thôi được rồi anh đi, mình anh em tôi đi taxi. Taxi. Em Phương, bây giờ em nói thật đi, ai nói cho em biết là anh lệnh biện hộ cho nạn nhân đã bị thằng Thành đánh cướp chứ? Có phải thầy Bình không? Không, thầy Bình không có nói gì cả. Mà tại sao anh muốn giấu em chuyện đó chứ? Em không ngờ anh còn quán hận Thành đến như vậy. Không, Phương à, anh nghĩ rằng cho em biết thì cũng chẳng ích lợi gì. Anh nói như vậy nghĩa là sao chứ? Nghĩa là Phương à, em đừng có nóng. Vì sau khi Thành đã bỏ ra đi rồi, anh mới biết là anh hiểu lầm em. Anh tưởng đâu em sẽ ghê tởm Thành. Khi em biết được việc làm đê tiện của người mà em đã từng trao tặng trái tim, với mối tình trong trắng, với tâm hồn biết ta say đắm. Rồi khi
quên hình bóng của Thành. Ngờ đâu lòng em còn giống đây là lý do để anh xuống tay ám hại kẻ tình ra em quá đỗi ngu ngờ. Tình tưởng nơi anh có lòng khoan dung độ lượng. Đây chỉ là trường hợp ngẫu nhiên chứ không phải anh thù dơ quán trà. Anh thề có lương tâm chức nghiệp mà phượng và đúng theo luật tình anh lãnh biện hộ cho nạn nhân. Thôi anh chỉ dối lòng và để em bị gạt. Khắp Sài Gòn đâu có thiếu người hùng biện. Tại sao gia đình bị đánh cướp, họ chỉ quyết lòng tìm đến riêng anh. Phượng à, dù anh có biện minh em cũng vẫn không tin lời. Vì sẵn lòng định kiên đã ăn sâu. Em muốn nghĩ sao anh cũng phải đành. Miễn sao riêng mình không hổ thẹn với lương tâm. Nếu không đây là sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn của anh thì đúng là Thành đã tới số rồi. Ý của em nói rằng anh cố tình hãm hại Thành để trả thù nó phải không? Đúng, chị hai tôi nghĩ đúng. Mà dầu cho chị không muốn nghĩ như vậy thì cũng không được. Vì sự thật đã hiển nhiên rồi. Cậu Tùng mà, nếu cậu nghĩ như vậy thì khác nào cậu cho rằng tôi thù cá nhân và coi rẻ lương tâm chức nghiệp của tôi chứ gì. Cậu Tùng, tôi là luật sư chuyên nghiệp. Ai đến trước thì tôi nhận trước, vậy thôi. Nếu như bên anh Thành đến nhờ anh trước thì anh có nhận cãi cho họ không? Nếu bên thằng Thành đến trước thì tôi cũng có thể nhận biện hộ cho nó chứ sao. Tại sao lại có thể? Phượng à, vì cậu Tùng đặt ra một giả thuyết trước một chuyện đã rồi. Và bây giờ thì anh đã nhận cãi cho bên nguyên cáo rồi. Anh không thể nào làm khác hơn được nữa, em biết không? Nghĩ là anh sẽ buộc tội anh Thành rất gắt ở giữa tòa. Chứ cậu nghĩ coi, không lẽ tôi ăn tiền của ta để rồi tôi cãi lấy lệ hay sao? Anh, sao anh không giúp Thành bằng cách hủy bỏ giao kèo với bên nguyên cáo? Hay là anh giao cái vụ này cho một luật sư tài giỏi khác rồi anh lãnh cãi cho Thành? Phượng, em không có ở trong nghề cho nên em nói nghe dễ lắm. Còn anh là một luật sư có tên tuổi. Khi mà đã nhận lời rồi thì phải lo cho trót công việc của người ta chứ. Và lại, tên tuổi và danh dự của anh đã bị ràng buộc vào cái vụ án này mất rồi, em biết không? Tên tuổi, danh dự. Thôi chị hai ơi, chị đừng nói thêm một lời nào nữa cho hao hơi gan giọng. Vì số phận hẩm hiu do trời cao dành sẵn đã trùm phủ lên sanh mạng của anh Thành. Tự mình gieo nhân thì hưng lấy quả cũng cam đành. Chỉ đừng ép buộc anh chứ làm điều trái ngược mà chôn vùi cả danh dự tuổi tâm. Tôi biết chuyện này là do sự ngẫu nhiên xui khiến cho tội nhân mang án nặng. Giận lưỡi của anh Thành không tránh được, còn nói đến làm chi cho tuổi thân cho đau lòng. Em tin chắc rằng anh sẽ thành công dễ dàng trong vụ án này. Vì anh Thành cô thế, vì anh lại là luật sư tài giỏi. Phượng, em hiểu cho anh. Em đừng có nói mỉa mai gai gắt với anh nè, Phượng. Phượng, em biết anh chỉ làm tròn trách nhiệm của một luật sư đối với thân chủ, chứ anh có ác ý gì với Thành đâu. Tôi chỉ tức rằng sự vô tư của anh bị đặt vào không đúng chỗ. Trong khi anh có thể chối từ sự cầu khẩn của gia đình Nguyễn Cao để buộc tội nặng nề kẻ tình địch của anh, thì trái lại anh có đầy đủ lương tâm mượn cơ hội may mắn để vuốt ve niềm thù hận. Dù anh có diện cắm ngàn lý lường
vẫn không sao che giấu được sự ghen hờn. Chị Phượng, thưa chị hãy yên tâm lo tạo hạnh phúc bên chồng để được ngồi yên vững trên địa vị một bà luật sư trẻ đẹp. Còn anh Thành thì cứ để mặc cho anh phải chịu đọa đày trong cánh tù lao. Thôi, chào anh chị. Nếu như vậy thì kể như đã an bài số phận của Thành rồi. Tôi thành thật chúc anh thành công trong vụ án này. Con kia, Phượng. Mày thấy chưa, cái thói ham tiền của mày đem lại kết quả tai hại như ngày nay đó. Đâu có phải tôi ham tiền đâu gì ba. Tôi tội nghiệp ông nên muốn giúp ông hưởng được hạnh phúc gia đình. Nhưng bây giờ thì mày thấy đó, ông với bà có hạnh phúc gì đâu. Còn thằng Thanh á, nó lại bỏ đi, để rồi phải mang tù tội nữa. Và mày với nó càng ngày càng xa nhau nữa. Việc làm tai hại của mày chỉ đem đến toàn là đổ vỡ. Như vậy mà mày còn chưa chịu nói hết sự thật cho bà hiểu, để bà cứu vớt danh dự cho thằng Thành. Có dám làm như vậy á thì mới thiệt là mày thương thằng Thành. Chứ yêu thương gì mà lại nỡ hại nó như vậy. Con hối hận lắm rồi dì ba. Con sẽ có dịp nào để nói cho bà biết nghe dì ba. Có khách, mày ra coi ai mời họ vô đi, để tao đi lo trà nước. Mời bà và cô cậu ngồi đợi một chút, để tôi lên tôi mời bà tôi. Dạ, cảm ơn cô. À, cô là cô Lành đây phải không? Dạ phải. Cô là người đã hại mà là Lành là hiền lành hay chẳng lành? Xin phép để tôi mời ông bà tôi xuống á. Anh hỏi gì mà kỳ vậy? Tôi nghi là cô ta hại anh Thành nên không ưa cổ. Hồi nãy tôi muốn hỏi coi có phải cổ đã hại anh Thành theo kế hoạch của ông anh rể mắc tôi của tôi hay không. Nhưng bị Hồng Thúc ra hiệu cản tôi nên tôi hỏi bậy cho qua vậy mà. Mà nghĩ cũng lạ thật. Không lẽ ở gần với chị anh mà anh tôi lại gian dối với một người ở như cô Lành này được sao? Thôi dẹp chuyện đó đi. Kìa, bà luật sư kìa. Dạ chào bác. Chào cô Hồng. Ủa, Tùng, em trở đây cái chuyện gì nữa vậy? Dừng. Phải của em chứ chị hai. Em thương anh Thành lắm mà. Nên khi nghe ảnh bị tù tội là em phải chạy lo cho ảnh. Chứ em không thể nào bình thản với chị được. Kìa Tùng, sao em lại cứ nghĩ xấu nghi quan cho chị hoài vậy hả Tùng? Anh Tùng, chị Phượng đang ở trong một hoàn cảnh thật là khó xử, mà mình nó cần phải thông cảm và tránh đừng cho chị ấy phê khổ tâm nhiều hơn nữa. Luật sư có nhà không cô Phượng? Dạ, hồi nãy ông ta đòi đi đến văn phòng, nhưng cháu tìm cách giữ ông ta ở nhà để chờ bác đến, vì cháu tin bác và em Hồng sẽ đúng hẹn. Đúng vậy, chuyện quan trọng vô cùng, tôi đâu dám sai hẹn. Tôi còn nóng lòng muốn tới đây gặp luật sư hồi sáng này lận kìa. À cô Phượng à, việc tôi nhờ cô nói với luật sư, cô nói chưa? Dạ chưa bác à. Cháu nhận thấy là tự bác nói ra điều đó thì sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn cháu. Bác cứ nói thật mạnh, bác cứ tấn công lòng tự ái của ông ta mà không cần nhân nhượng gì cả. Tánh của ông cứng rắn lắm, nếu bác nói nhẹ thì không có hiệu quả gì đâu. Chị hai con nói đúng đó bác. Ông ta theo Tây học, thường dùng lý trí hơn là tình cảm. Hơn nữa, ông lại là một luật sư thì sự quyết định của ông ta khó mà lay chuyển được. Bác với cô cứ yên tâm đi. Nếu bác không thành công thì cháu sẽ thuyết phục ông ta thêm một lần nữa. Và khi cần á, cháu sẽ có thái độ. Ờ kìa, ông đến kìa. Anh Chương. Thưa bác và cô, đây là luật sư Chương. Còn đây là bà Khanh và cô Hồng, mẹ và em của... Trời ơi. Bà là... Ông không nhìn được tôi sao? Tôi là Khanh đây. Khanh... Trời ơi! Khanh là... Mỹ... Trời ơi! Khanh... Bà vẫn còn sống đây à? Thật không ngờ... Má! Chuyện gì vậy má? Anh Chương! Như vậy là sao chứ? Bà,
tôi thân bà đã chết rồi. Từ mười mấy năm trước, như tiếng đồn của thiên hạ, không ngờ hôm nay tôi gặp được bà. Nhưng tại sao bà biết tôi ở đây mà bà tìm đến vậy? Tôi cũng tưởng là ông đã chết hay đi biệt xứ lâu rồi. Không ngờ tôi còn gặp được ông. Tôi đến đây là để tìm giáp mặt luật sư Chương. Ai dè luật sư Chương lại là Trần Thanh Mỹ. Và khi biết rõ ra thì tôi càng khổ tâm nữa. Vì chính ông đã hại con ông rồi. Hại con tôi? Phải. Bà nói gì? Con tôi là ai mà nó ở đâu mà tôi là hại nó chứ? Ông hại con ông. Ông giết chết đời của con ông. Vì con ông chính là thằng Thành đó. Bà nói sao? Thằng Thành là con tôi à? Trời ơi, có thể như thế này được sao? Phải. Thằng Thành là con của ông. Ông ơi, ông có nhớ ngày mình phải cách xa nhau? Tôi đang thai nghén, ông lại phải ra đi. Những tưởng tạm chia ly, chờ đến lúc bình yên. Rồi chồng vợ cha con vui hưởng cảnh tao cùng. Nhưng tháng ngày qua tôi chỉ biết ôm con chờ đợi. Vậy mà nay gặp nhau đây trong nghịch cảnh ngang trái đau lòng. Tôi có ngờ đâu đã quá vô tâm. Cha con ở bên nhau mà tôi nỡ gây cảnh đau. Thằng Thành là con của tôi. Trời ơi! Hả? Trời ơi! Có thể như vậy được sao? Thành là con của Chương. À, kìa! Chị ơi! Chị Phượng! Má! Tại sao lại có chuyện quái bâm như vậy hả má? Luật sư là người mà má thường nhớ thương nhắc nhở đây sao má? Từ lâu nay má vẫn không ngờ người ấy còn sống và đã đổi họ đổi tên. Ngày xưa là Trần Thanh Mỹ, nay lại là Hoàng Thanh Chương, thì làm sao má biết đó là người cũ để đi tìm gặp mặt cho đỡ bớt mấy mươi năm dài thương nhớ. Bà ơi, tôi đổi họ thay tên không phải đi lẩn trốn bà đâu. Xin bà đừng nói với tôi những lời hờn trách. Trong 20 năm trời lìa quê xa xứ, lúc nào hình bóng của bà cũng lẩn vẩn trong tâm. Học nơi đất lạ quê người, tôi biết tâm sự cùng ai. Khi trở về thì
cảnh vật đã đổi thay. Người ta nói mẹ con bà đã chết khi giặc đang ruồng bô. Cũng may nhờ phước đức của ông bà cứu độ, chỉ tội cho con tôi sâu phận nó hẩm hiu khi mở mắt chào đời. Nó lọt lòng trên một trải ruộng bỏ hoang, không áo quần chân tà. Trời, trời ơi, không ngờ bà và con lại khốn khổ đến nông nỗi đó. Chưa hết đâu, lúc đô tay lại tràn vào bắn phá, tôi không còn đủ sức để thoát thân. Tôi giao con cho một chị không quen và chỉ kịp nói tên nó là Trần Đại Thành cho chị biết. Rồi mẹ con tôi từ đó đành cam ly biệt. Tôi giảng dài thì nó cũng gian trung. Nhờ trời thương nó vẫn lớn khôn và xuôi khiến cho mẹ con xung hợp. Nỗi vui chợt lóe lên rồi vụt tắt. Mẹ con tôi chưa nghe hướng trọn tiếng cười. Bỗng đâu có chuyện tai bay giả vô, nó bị tù mà người quyết hại nó lại là ông. Nói thật, dầu cho phải tan gia bại sản, tôi cũng hết lòng lo lắng cho con tôi. À, nhưng mà tại sao bà cứ nói là tôi quyết lòng hại thằng Thành vậy? Tôi đã biết mối tình trớ trêu giữa ba người, ông, thằng Thành và cô Phượng. Cái chuyện đó thì... Nhưng bà nên biết là thằng Thành nó có lỗi với tôi. Xin lỗi luật sư đã làm rồi. Anh hai tôi không có lỗi gì cả, mà trái lại là khác. Cô nói vậy nghĩa là sao? Hai người đã yêu nhau tha thiết trước khi chị Phượng lên xe qua về làm vợ của luật sư. Họ đã bằng lòng hy sinh với mối tình đầu cho chị Phượng được giữ tròn đạo hiếu. Nhưng vì không thể sống xa chị Phượng nên anh hai tôi mới liều lĩnh xin vào làm tài xế cho luật sư đó. Trời ơi, như vậy là tôi đã cướp đoạt người yêu của con tôi sao? Có phải bị tưởng lầm là thằng Thành quyến rũ cô Phượng mà ông gài bẫy cho thằng Thành bị? Trời ơi, tôi là người khốn nạn, là người cha vô lương tâm. Vì ghen tương hèn hạ mà tôi sắp đặt để hại con tôi. Vì tôi mà thằng Thành phải bị tù tội. Trời ơi, tôi có chết mới là đáng tội của tôi nè trời. Thưa ông, con thấy đến lúc phải nói hết sự thật để cứu gỡ uy tín và cứu gỡ danh dự của anh Thành. Dạ, con xin ông cho phép. Phải rồi, hãy nói đi Lành. Lành ơi, con hãy nói hết ra sự thật. Chuyện sắp bài để vu quan, làm cho danh dự thằng Thành tiêu tan. Giờ đây tôi hối hận muôn vàng, phải chết đi mới khỏi ngỡ ngàng. Thôi trước đây cô lầm lạc nên nghi ngờ oan ức người yêu cô. Anh Thành phải đâu là người đúng mặt, như cô thấy Thành nằm cạnh bên em. Vậy nguyên nhân từ nơi đâu? Em tưởng lầm rằng cô bị Thành quyến rũ và sợ anh Thành có tâm địa sơ khanh nên nghe theo lời ông bài kế độc để cho cô tình cơn mê hoặc. Cứu gia đạo ông và cô nguyên vẹn. Chuyện con
lành vừa kể trên. Tội của tôi độc ác muôn phần, đã hại con tôi, đã giết chết một duyên tình. Cô Lành, tôi khen cô đó. Bây giờ thì cô có quyền đi ăn mừng, vì lương tâm của cô sẽ không bị cắn rứt và tâm hồn của cô nhẹ nhàng rồi đó. Ông ơi, còn thảm cảnh nào hơn thảm cảnh này nữa chứ? Thằng Thành con tôi, nó phải chịu đựng sự bất hạnh này đến nỗi đau buồn khác, thì làm sao nó chịu cho nổi? Thưa luật sư, bây giờ mọi việc trắng đen đã rõ, luật sư có cách nào để giúp anh Thành thoát cảnh tù tội đáng tiếc kia không chứ? Không thể được, thằng Thành con tôi không thể bị tù tội đau đớn như vậy được. Tôi phải cứu con tôi, tôi phải cứu con tôi, tôi đi đây. Bác ơi, bây giờ cháu phải xử sau đây hả bác? Xin bác giúp ý kiến cho cháu thoát khỏi cảnh ngang trái nghịch thường này. Cô là người con hiếu thảo, một người yêu chung tình. Nhưng hoàn cảnh của cô lại quá trớ trêu, xưa đã gian dở, nay lại ngang trái lỡ làng. Tôi cũng không biết giúp cô cách nào được nữa. Mối tình của chị và anh Thành tuy vẫn còn tha thiết, nhưng đã bị đưa vào cuối nẻo đường cùng rồi chị hai à. Nghĩa là chỉ còn có cái chết mà thôi phải không em? Đừng, chị Phương, chị đừng có nghĩ quẩn. Em tin rằng anh hai em vẫn còn yêu chị lắm, và tất cả mọi việc sẽ được giải quyết khi thằng Thành trở về. Dạ, chào bà, chào bà, chào cô, chào cậu à. Xin lỗi vì gấp quá, hơn nữa thấy cửa mở cho nên tôi vào luôn không kịp nhấn chuông, xin bà tha thứ cho. Dạ thưa bà, có luật sư ở nhà không à? Luật sư vừa mới đi đó cậu Bình. Ủa, luật sư đi đâu mà sao không có văn phòng kìa? Có chuyện gì quan trọng không cậu Bình? Dạ có chuyện quan trọng lắm. Nhưng cậu đừng ngại, cứ nói đi, đây toàn là những người thân trong nhà. Dạ chuyện đó bất lợi cho luật sư lắm bà. Sao mà bất lợi? Dạ xin bà cứ bình tĩnh, bà và cô cứ bình tĩnh. Tôi nói có điều bất lợi cho luật sư có nghĩa là có tin mừng cho anh Thành đó. Hả? Tin mừng của con tôi à? Dạ. Anh Thành không phải là thủ phạm. Còn có chuyện gì mới xảy ra phải không thầy? Dạ đúng, cô đoán đúng. Người ta vừa bắt được tên thủ phạm giết bà Đoàn Thị Dậu rồi. Tạ ơn trời Phật đã cứu con tôi thoát khỏi hàm quan. Tin đó có xác thật rồi phải không thầy? Dạ, chính phòng tư pháp vừa điện cho tôi biết, và tôi vội đi tìm luật sư để báo cho người biết đây. Nếu vậy thì tôi phải đi lên khám ký quà rước anh Thành mới được. Anh cho em theo với. Má cho phép con đi rước anh hai con nghe má. Chắc gì nó được thả liền bây giờ mà con vội đi rước. Má, cháu tin rằng luật sư Chương sẽ can thiệp tận tình để chuộc lại phần nào tội lỗi của ông ta, và anh Thành sẽ được thả về nội ngày nay đó bác. Má, anh Tùng nói đúng đó má. Con xin phép má. Thì nếu hai đứa có sốt ruột á thì cứ đi đi. Đi anh Tùng. Dạ. Ủa, thì đi. Cậu Bình à, cậu cứ trở về văn phòng mà chờ luật sư. Ông ta đang chạy lo gỡ tội cho Thành, và có lẽ ông ta biết tin bắt được thủ phạm rồi đó. Vâng, thưa bà tôi đi. Dạ chào bà. Cô Phượng thấy không, cậu Tùng với con Hồng của tôi, cô Bột có vẻ ý hiệp tâm đầu với nhau lắm đó. Chờ cái xong việc của thằng Thành rồi đó, thì tôi sẽ bàn với anh giáo để lo việc cưới gả hai đứa nó phước đi cho rồi. Dạ, nếu bác Thương mà tác thành cho thì đời của thằng Tùng thật là có phước đó. Thà như vậy còn hơn là để dây dưa lâu ngày, rồi lỡ xảy ra điều gian dở ngang trái như thằng Thành đó, thì khổ cho nó, mà tôi cũng không có vui gì. Dạ, bác dạy rất đúng. Rồi đây khi sum họp mình chưa được mừng vui cho trọn, thì lại phải buồn lo về chuyện của cô với thằng Thành. Còn vấn đề của ông luật sư nữa, không biết ông ấy sẽ tính sao đây. Ba. Phượng con. Ủa, dạ chào bà chị. Dạ chào anh giáo. Có lẽ bà chị đang chờ tin của cháu Thành. Dạ phải. Luật sư Chương đã lo xong cả rồi, họ đang làm thủ tục giấy tờ để trả tự do cho cháu. Có lẽ là đổ nửa giờ nữa là cháu Thành về tới đó. Ba đã gặp luật sư. Có lẽ là ba đã biết. Ba biết hết rồi con à. Luật sư Chương
bà chị đây, cháu Thành và con đều là điển hình của một tấn thảm kịch. Đó là hậu quả tất nhiên của thời ly loạn, mà những người trong cuộc đành phải hướng dẫn đau thương và đổ vỡ, chứ không làm sao khác hơn được nữa. Ba ơi, con khổ tâm vô cùng. Bây giờ con không biết phải xử sao đi nữa. Cô Phượng, cô đừng bận tâm, tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Bà, trong quá khứ tôi có tội với bà, nhưng hiện tại tôi có lỗi với thằng Thành. Việc làm của tôi ngày nay là chỉ chuộc lại một phần nào tội lỗi. Luật sư định làm gì? Tôi phải đi, đi thật xa, đi không bao giờ trở lại. Trong khi đi tôi dâng thân vào cuộc đời sương gió. Tôi sẽ hướng vào con tôi, vào thế hệ của mai sau, để chờ xem một cuộc vương mình. Trẻ già tàn rồi măng non sẽ nấy lọc xanh mầm. Con tôi nó không giống tôi mê tình lụy sắc, mà nó sẽ xây dựng đắp bồi cho xã hội quê hương. Riêng với Phượng tuy mang tiếng vợ chồng, nhưng cô vẫn giữ vàng tiết sạch giá băng. Cả thể xác lẫn tâm hồn, cô không có gì phải tôi thèn với cô nhân. Tuy xét mình không hổ với lương tâm, nhưng tôi còn mặt mũi nào nhìn lại anh Thành khi mọi việc đã ngang trái cả rồi? Phượng ơi, không lẽ vì tôi mà cô phải lỡ làng một đời xuân mộng, rồi đây tập tục gia đình thành kiến xã hội sẽ giam cô vào bốn bức tường ô tôi như những nàng phi tần trong lanh cung sầu lạnh hay sao? Phượng ơi, tôi mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc để lãng quên. Xin cô hãy có nén phôi pha cho tôi được với phần nào tôi lỗi. Trước khi đi tôi trên cái gia tài sáng nghiệp cho cô gọi lại chút đàn bồi ân nghĩa, xin cô hãy nhận để tôi được yên ổn tâm hồn. Bà, phần nữa tài sản của tôi để lại cho thằng Thành. Bà hãy tha tôi mà lo cho con, cho lòng tôi được nhẹ nhàng thư thái. Ông biết nghĩ thương con như vậy là quý rồi. Còn phần gia tài thì ông nên giao hết cho cô Phượng đi, vì cô ấy xứng đáng để được đền bù như vậy lắm. Còn con tôi thì ông nên để tôi lo cho nó. Tôi giao cho thầy Bình thay mặt tôi lo rước nó về đây là vì tôi muốn tránh cho con nó khỏi xúc động mạnh. Nhưng mà tôi chờ gặp nó ở đây để nghe nó nói lời tha thứ, để được nó kêu tôi là cha. Rồi sẽ từ giã nó mà đi, vĩnh biệt mọi người để ra đi. Xin phép tôi lên thu xếp những món cần thiết. Má ơi, anh hai con về nè má ơi. Má, con giữ hôn.
Bữa nay má con mình mới được sum họp và vui mừng trọn vẹn như vậy đó. Thằng cháu, bác mừng cho cháu vừa thoát nạn. Dạ, cháu xin lỗi bác giáo. Bởi mừng quá cho nên cháu sơ ý thất lễ với bác giáo. Không sao đâu cháu, ai lại đi bắt lỗi nhau trong lúc này. Ủa, còn luật sư, ông hẹn gặp anh Thành tại đây mà nãy giờ ba thấy ông về đây chưa ba? Phải rồi, tôi cần gặp mặt ông để cho ông một bài học đích đáng. Ông đã hãm hại tôi, làm cho tôi bị tù tội, bị đánh đập khổ ca. Tôi phải thanh toán mối hận này mới được. Thành, con đừng hỗn. Luật sư Chương là ba ruột của con đó. Hả? Má nói gì lạ vậy má? Luật sư Chương là... là chồng cũ của má. Là chồng cũ của má. Là cha đẻ của con. Thuở thiếu thời vì loạn lạc xảy ra mà ba và má phải xa nhau, mỗi người một ngã, để cho đến nỗi ngày giờ này, cha thì đoạt vợ của con, còn con thì thù oán hận cha không bao giờ nguôi được. Trời ơi, trời ơi, luật sư Dương là ba của tôi, con là vợ của ba tôi. Mà con phải làm sao đây mà? Thành, con về rồi đó hả con? Con hãy đến cảm ơn ba con đi con. Thành, chỉ vì cha con mình không biết nhau, bây giờ ba xin con hãy tha lỗi cho ba. Con muốn ba phải làm gì, tự xử như thế nào, con hãy nói đi. Thành cháu, anh luật sư đã nói như vậy rồi, vậy cháu hãy quên chuyện cũ mà nhìn cha đi cháu. Chính luật sư đã hết sức lo cho anh ra tù đó. Chỉ vì cha con mình không biết nhau, bây giờ ba xin con tha lỗi cho ba. Con muốn ba phải làm gì, tự xử như thế nào, con hãy nói đi. Không, con không quyền trách ai hết. Tại số phận của con, má, mình về nhà mình đi má. Anh Thành. Phượng muốn nói gì? Chắc Phượng đã biết rồi. Tôi yêu cầu Phượng đừng nghĩ tới chuyện xưa nữa. Phượng cũng thấy như tôi là tất cả đều ngang thấy nghịch thường hết rồi. Em cũng biết vậy, nhưng em muốn xin anh, em muốn xin anh một lời tha thứ. Để rồi em ra đi. Không, Phượng, Phượng đừng đi đâu hết. Phượng đừng để cho tôi phải mang sự hối hận chất chồng. Tài sản này là của Phượng với Thành mà ba đã dành để lại cho con. Hoàn cảnh khiến xuôi, cha con ta không thể sống gần nhau vì ba gieo gió ngày nào nay thành bão tố cuồng phong, nên ba đành cam chịu mọi sự phũ phàng, chỉ hy vọng ngày nào ba sẽ được gần con để ba lo chuộc lại những tội lỗi ba đã làm.
Mặc dầu vì ngang trái mà Thành và Phượng không thể chung sống với nhau, nhưng cũng đừng bỏ nhau trong hoàn cảnh này. Bà hãy vì tôi mà an ủi chúng nó. Thôi, tôi đi. Cậu Tùng và cô Hồng, bao giờ có tin mừng thì cho tôi hay nha. Dạ, cảm ơn luật sư. Cầu chúc luật sư đi mạnh khỏe. Ông ơi, đến bao giờ ông mới trở về? Chắc không có ngày về. Khanh, một lần chót, tôi xin bà và con hãy tha thứ cho tôi. Phượng cũng vậy, tôi đi đây. Thôi, chào vĩnh biệt tất cả. Ba! Hả? Cô! Con đã kêu ba là ba rồi sao cô? Ba! Ba đi bình yên nha ba. Ba nhớ viết thư cho con. Ba, mình phải tiễn luật sư ra phi trường chứ ba. Phải đó con. Dầu sao thì luật sư cũng là người ơn của nhà mình. Nhưng ba cứ yên tâm tiễn luật sư, con hứa không làm gì để cho ba khổ tâm đâu. Phượng, nhớ thương ba và em con. Nếu con có bề nào là ba chết mất. Tùng, anh Tùng, chờ em theo với. Chị hai, chị đừng có buồn nữa. Em sẽ trở lại với chị. Má con mình cũng đi tiễn ba chứ má. Con để má đi tiễn ba con, còn con ở lại đây với Phượng. Phượng, anh Thành. Phượng, trời đang lạnh mà tim tôi như lửa đốt. Nói gì đây khi hoàn cảnh quá trái ngang. Nếu mất Phượng, đời đối với tôi chỉ là bóng đêm đen tối phủ phàng. Còn quyết định giữ Phượng lại bên tôi thì trời ơi, chúng tôi có tội tình gì? Anh Thành, anh đi nắm tay em đi. Anh đi nhìn vào mắt em đi. Một lần nữa thôi đi rồi mãi mãi đời đời sẽ chia đôi bờ thương nhớ. Từ đấy có muốn gọi anh, em sẽ chỉ còn gọi trong tâm tường. Thành ơi, anh làm sao biết được từng giọt lệ kia phôi là từng giọt máu gì trong hồn. Nhớ mưa rơi lắp loan mặt sông buồn. Cô lai đò dân đợi chờ trên bến dân, mà cách lữ hành không có quyền trở lại bên sông xưa. Em sẽ như người ly phủ ngồi ru buồn bên sông cửa. Dầu biết là suốt đời không còn gặp nhau được nữa, nhưng em vẫn đợi chờ anh mà nghe lòng đơn đau thương nhớ một mình. Anh Thành, tôi bằng lòng với số phận và mong anh cũng bằng lòng. Thành, anh hãy quên em đi. Quên em à?
Cái quên hôm nay chỉ là chất men để gây cho mình nhớ nhau mãi mãi. Như vậy có tội không anh? Có tội à? Không đâu. Chúng ta không có lỗi, mà những người lớn cũng không có lỗi. Nếu có thì để cho chiến tranh xâm lược đã gây ra thảm cảnh, cha con chồng vợ lạc loài chiếu cảnh buồn đau. Phượng ơi, khi người ta không lý giải được chuyện đời, người ta cứ hay đổ thừa cho định mệnh. Thôi thì định mệnh đã an bài, em đừng buồn đừng khóc nữa mà chi. Hãy cứ xem cuộc đời này như một nơi ở trọ, người khách qua đường tự mình bày ra một trò chơi. Cuộc chơi chưa chấm dứt mà khách buộc phải chia tay trong sương gió đêm trùng. Kẻ ở lại từ nay như người sương hồ, trong bóng tôi đêm dài lắng nghe từng chiếc lá thu rơi. Anh đi đi Phượng. Anh đi đi. Tôi đi.